Thưa quý vị, tại Brazil, ít nhất 4 trẻ em tử vong và 4 trẻ em khác bị thương sau khi một thanh niên đã tấn công tại một trường mẫu giáo ở miền nam của nước này trong ngày 5 tháng 4. Và kẻ tấn công cũng đã đầu thú tại đồn cảnh sát và dường như không có mối liên hệ nào với trường mầm non. Cảnh sát Brazil cho biết nghi phạm 25 tuổi đã leo tường vào trường mầm non Cantinho do Bom Pastor ở thành phố Blumenau, bang Santa Catarina và dùng rìu tấn công trẻ em tại sân chơi. Bệnh viện Santo Antonio ở thành phố Blumenau cho biết ngoài 4 trẻ từ 5 cho đến 7 tuổi thiệt mạng, còn 4 bé trong độ tuổi từ 3 cho đến 5 bị thương đang được điều trị. Các cháu đã được tiến hành phẫu thuật và hiện sức khỏe đều ổn định. Các cháu đang được chăm sóc tại phòng hậu phẫu. Khi nhận được tin, tôi đã rất choáng váng. May mắn con gái tôi không nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng, nhưng con bé bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mô tả vụ tấn công là tàn ác. Thị trưởng Blumenau Mario Hildebrand đã thông báo thành phố cho các lớp học tạm nghỉ và để tang 30 ngày.